Học viện VSTEM xin chào tất cả các bạn. Hiện nay công nghệ đang ngày càng phát triển không ngừng và len lỏi trong mọi ngành nghề trên thế giới, như nông nghiệp có hệ thống phun tưới tự động, công nghệ có máy móc tự động thay thế rất nhiều công việc tay chân của con người, hay trong giải trí, giao dịch ngân hàng, truyền thông, y tế, giáo dục, thậm chí ngay cả trong những món đồ chơi của các bạn nhỏ cũng đều sử dụng công nghệ. Ví dụ như ô tô đồ chơi có thể tự động đi theo đường vạch đen mà không sợ đi lệch, hay những món đồ chơi điều khiển từ xa như máy bay, ô tô hay thuyền. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta hầu hết đều sử dụng các thiết bị công nghệ một cách thụ động. Chính vì vậy, trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tại sao các robot có thể hoạt động theo sự điều khiển của chúng ta, cũng như bộ phận nào giúp robot có thể hoạt động được như vậy nhé. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung chúng ta sẽ học trong khóa học này nhé. Khóa học được chia thành 3 phần chính. Phần đầu tiên, các bạn sẽ được hướng dẫn cách lắp ghép robot, tìm hiểu các ứng dụng phần mềm hỗ trợ lập trình cũng như điều khiển robot. Phần 2, các bạn sẽ được làm quen với lập trình thông qua ứng dụng mBlock trên thiết bị di động và hoàn thiện các dự án để robot trở thành một chiếc xe cảnh sát và di chuyển tới khi gặp vật cản thì dừng lại nhé. Phần thứ 3, các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách lập trình để điều khiển từng bộ phận và cảm biến trên robot để robot thực hiện các công việc theo ý muốn của mình, như lập trình cho robot nháy đèn, trơn thanh, dò đường, tránh vật cản, điều khiển bằng hồng ngoại và Bluetooth. Trong phần này, các bạn sẽ học được cách lập trình để robot hoạt động và di chuyển theo ý muốn của mình, từ đó tiếp thu các kiến thức về lập trình như vòng lặp, biến, điều khiển, từ đó hiểu cách điều khiển robot cũng như hình thành tư duy logic sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác. Vì giao diện của mBlock trên thiết bị di động và máy tính tương đối giống nhau, nên phần 2 lập trình trên thiết bị di động, các bạn cũng có thể lập trình trên máy tính và ngược lại. Phần 3 lập trình trên máy tính, các bạn cũng có thể lập trình trên thiết bị di động nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được các dự án sẽ được học trong khóa học rồi. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bộ phận cũng như cách lắp ghép robot mBot nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.